Đây chúng ta sẽ làm quen khu ẩm thực Ốc Chảo Bình Dân, ẩm thực đường phố rất là náo nhiệt nhất con đường Phạm Văn Đồng. Đây là quán Ốc Chảo Nha Trang, rất là đông khách, rất là nổi tiếng. Ốc Chảo Nha Trang mình nằm ở địa chỉ 445 Phạm Văn Đồng, số mới là 525 Phạm Văn Đồng, phường 13 quận Bình Thạnh. Đây là Ốc Chảo đó, địa chỉ 525 Phạm Văn Đồng, nên là tên Ốc Chảo Nha Trang. Ốc và từ những loại hải sản đều lấy từ nguồn gốc từ Nha Trang, rất tươi ngon. Đây các bạn có thể thấy là ốc được bỏ trong nồi trên một cái lò bếp than và hâm nóng. Ốc hương, ốc móng tay. Thì đầu bếp đang múc ốc gai cho khách. Đây khách rất là đông các bạn, khách các công ty, các văn phòng, doanh nghiệp, công sở. Đây những cô chú chiều rồi hết giờ làm việc về ghé quán làm vài lon để giải mỏi và ăn ốc và hải sản. Đây chị đầu bếp đang múc ốc cho khách. Ốc đó là ốc gì chị ha? Ốc này ốc nhung em. Ốc nhung hả chị? Ngon lắm. Một dĩa đó bao nhiêu tiền chị ha? Dĩa 30 đồng giá hả? Là ốc ở đây là có đồng giá là 30 ngàn một dĩa hết các bạn ạ. Ốc nào cũng một dĩa 30 ngàn hết. Một dĩa ốc đang xào dừa nó hai em. Ốc này là ốc móng tay. Ốc móng tay. Cái này là nguồn gốc ở ngoài Nha Trang á. Dạ. Ở ngoài Nha Trang vô hết em, ốc tươi ngon lắm. Cái gì chị ạ? Cái này là ốc đụng. Đây là ốc đụng. Đây là ốc giác. Dạ. Nấu xả. Cái này là ốc mỡ. Đây là ốc mỡ nè các bạn. Bông nè em. Ốc này ốc gì chị? Bông. Đây là ốc bông xào xào tỏi. Người dân hay gọi là cháy tỏi các bạn. Đó, ốc được liên tục múc về cho khách. Đây là những món ốc khách gọi. Ốc ở quán Ốc Chảo Nha Trang này đồng giá 30 ngàn các bạn. Chỉ có lẩu hải sản là 120 ngàn thôi. Đây là dĩa mì xào hải sản khách gọi, nhân viên quán đang bưng ra bàn. Đây là anh đầu bếp của quán Ốc Chảo Nha Trang đang xào mì, xào hải sản cho khách. Rau cải với lại hải sản, xào đồng mì rất là khô. Đó, các bạn. Ốc liên tục được múc và bưng ra cho khách, vì một dĩa chỉ có 30 ngàn thôi, người khách này ăn rất là nhiều. Nó bán là cuốn ở trên ở tư á, rồi họ lấy là họ bán. Đây là ốc đen xào dừa, rất sệt và rất là nhiều dừa trong này. Còn đây là ghẹ Nha Trang. Ghẹ Nha Trang thì tên chung nhưng mà đa số là ghẹ được nuôi ở Ninh Hòa và huyện Vạn Giả thôi các bạn. Còn đây là ốc cà na rang muối. Đây là ốc cà na chế tỏi. Ốc bư.
một không khí rất là tấp nập, bên dòng đường đông đúc, xe cộ qua lại, quán bán rất là chạy đó, chắc là ngon lắm nên là quán hơi bị đông khách các bạn. Chị ơi, cho em hỏi chị tên gì ạ? Dạ, Minh Thư. Dạ, chị là chủ quán của Phụ Ốc Minh Thư, 30.000 đồng giá Nha Trang đây phải không ạ? Dạ, không phải, mẹ. Ba mẹ là bà chủ, là chị là con là chủ. Chị ơi, ốc này có nguồn gốc từ đâu ạ? Dạ, từ Nha Trang chuyển qua đây. Dạ, chị có phải là người gốc Nha Trang hay là Khánh Hòa không ạ? Dạ, em là người gốc Khánh Hòa. Khánh Hòa, dạ. Chị ơi, chị quán mình bán lâu chưa chị? Dạ, quán em bán được năm mấy, gần 2 năm. Là gần 2 năm. Là hồi trước kia là mình bán ở đâu chị? Hồi trước em bán ở ngay địa chỉ 445 Phạm Văn Đồng. Mới về về đây hả chị? Dạ, mới về về đây khoảng 3 tháng. Quán mình bán khung thời gian từ mấy giờ đến mấy giờ chị ha? Dạ, từ 3 giờ đến 11 giờ đêm. 3 giờ chiều tới 11 giờ đêm. Là quán mình có tất cả những cái món ốc là ở trên chảo, là ở trong cái khuôn này hết rồi để không chị? Dạ đúng rồi, tùy theo có nhiều loại ốc khác nữa. Vì ốc ở ngoài Nha Trang thì nhiều loại lắm. Nên, dạ. Đôi khi cũng có và không, nên mình cứ hay chuyển món này của nọ. Dạ dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Bên con đường Phạm Văn Đồng buổi chiều kẹt xe và lưu lượng xe rất là đông. Ngay tại số 525, là số 445 cũ, là quán ốc chảo Nha Trang gốc. Rất là đông khách tới đây vì giá rất là rẻ, 30-35 ngàn một món, nên là khách gọi rất là nhiều. Chị ơi, cho em hỏi là chị thấy cái ốc ở đây có ngon không ạ? Cũng được. Hay là chị thấy là giá ở quán này thế nào chị? Giá thì ok, giá ok, vừa tầm. Dạ. Gia vị thì cũng vừa vừa ăn. Gia vị đó là. Dạ. Anh mấy anh chị hay ghé quán này không ạ? Có một số anh chị hay ghé. Dạ. Biên Hòa tới. Dạ, chị ở Biên Hòa lên luôn ạ. Em cảm ơn chị ạ. Biên Hòa quận 6 qua. Ngoài cái loại ốc mà của quán thì quán luôn có lẩu hải sản và mì xào nha các bạn. Thank you.
châm lửa nên là ốc luôn trong tình trạng nóng và thơm ngon, bay mùi thơm lên, cả những người đi ngoài đường vẫn nghe được, vẫn ngửi được. Mình đó đang nướng món gì ra nè, nướng mỏi hay ra sầu riết nướng mỏi, nướng mỏi còn con vẹn mềm nướng mỏi này. Đây là sầu riết nướng mỏi và vẹn sẽ vì bếp chặt nên là vẹn nướng mỏi hành chưa được đưa lên. Bên cạnh là khay đựng là nghêu vẹn với lại hàu tươi, bên ngoài là dàn bếp đảo đổi đầy đủ các loại ốc. Ở đây ốc nhỏ ốc lớn gì cũng đồng giá 30.000 một dĩa các bạn, dù